Hiện tại, đồ gỗ nội thất công nghiệp đang được nhận định là xu hướng của tương lai với rất nhiều tiềm năng phát triển. Đi kèm với đó là sự thay đổi từ việc sử dụng các dòng máy truyền thống sang các dòng máy cắt CNC hiện đại có rất nhiều ưu điểm về năng suất, độ ổn định và sự chính xác. Vậy, anh chị chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu và cân nhắc lựa chọn những dòng máy cắt CNC. Dưới đây là những ưu điểm vượt trội mà chiếc máy cắt CNC 4 đầu có mã SKLD4H này mang lại cho anh chị chúng ta trong quá trình sử dụng. Ưu điểm vượt trội thứ nhất là máy sử dụng phần mềm LNC của Đài Loan, nên độ chính xác tuyệt đối, sản phẩm làm ra có sự đồng đều và ổn định về chất lượng, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, anh chị muốn phát triển sản phẩm mới, chỉ cần thay file chuẩn vào là sử dụng. Máy sử dụng 4 Sniper với 4 đầu thay dao độc lập, hoạt động linh hoạt nên năng suất cao hơn rất nhiều lần so với cách làm và sản xuất truyền thống là ưu điểm thứ hai. Còn ưu điểm cuối cùng là không mất quá nhiều thời gian để làm quen và vận hành máy. Sau đây, anh chị chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết và cách sử dụng về chiếc máy cắt CNC 4 đầu này. Tổng quan của máy gồm 3 bộ phận đi cùng nhau, có tổng công suất là 25,4 kW. 1 là mặt bàn làm việc, 2 là tủ điện điều khiển, 3 là máy hút chân không. Về phần kích thước, tổng thể của máy có chiều dài là 3m80cm, rộng là 2m26cm, cao là 2m55cm. Kích thước của mặt bàn làm việc dài là 2m60cm, rộng là 1m25,5cm, nên rất phù hợp với thiết kế kích thước của các loại gỗ công nghiệp phổ thông ở trên thị trường như hiện nay. Kết cấu của máy cắt CNC này được vận hành bằng 4 đầu thay dao độc lập, dao đột gá trên động cơ Sniper có công suất là 6 kW, tốc độ vòng quay là 18.000 vòng trên phút, cốt trục sử dụng mũi là 12,7mm, nên là phù hợp với tất cả những dòng mũi cắt CNC, mũi phay, mũi soi hình ván thông dụng ở trên thị trường và cắt được trên nhiều loại vật tư như nhựa cứng, gỗ tự nhiên, MDF, Alumica, Formex, v.v. Phần động cơ này được lắp đặt trên một bộ khung được làm từ chất liệu thép đặc biệt nên độ chắc chắn tuyệt đối. Các trục XYZ của máy được điều khiển bằng động cơ servo với độ chính xác cao. Hệ thống chuyển động của máy được chạy trên các dây trượt và thanh trượt được nhập khẩu từ Đài Loan. Mặt bàn làm việc giữ phôi được chạy bằng động cơ hút chân không và làm mát bằng nước, có công suất là 7,5 kW. Hệ thống ống hút bụi được thiết kế ngăn nắp và gọn gàng, giúp giảm thiểu tối đa bụi bay ra ngoài không khí trong quá trình máy hoạt động. Riêng về hệ thống tủ điện điều khiển này, bên ngoài vỏ được làm bằng kim loại sơn chống rỉ, còn bên trong được thiết kế một không gian rộng rãi, bố trí ngăn nắp dễ bảo trì, bảo dưỡng và an toàn cho các thiết bị. Tủ điện này được dùng bộ điều khiển LNC của Đài Loan. Đây là vị trí trung tâm đầu não để điều khiển vận hành máy, gồm các bộ phận sau: 1 là driver, 2 là automat, 3 là biến tần, 4 là bộ điều khiển LNC, 5 là khởi động từ và rơ le nhiệt. Để vận hành được chiếc máy này, anh chị chúng ta cần phải sử dụng nguồn điện 380V. Kết hợp cho tôi máy nén khí hơi cùng với máy hút bụi để sử dụng. Tiếp theo, tôi sẽ đi hướng dẫn anh chị chúng ta cách vận hành máy. Trên tủ điện điều khiển này gồm có 5 công tắc bản điện chính. 1 là dừng khẩn, 2 là nút tắt máy, 3 là nút bật máy, 4 là nút điều khiển bật gió vào, bật máy hút bụi, 5 là nút điều khiển bật màn hình. Bên trên là giao diện của phần mềm LNC, được bố trí rất trực quan và chuyên nghiệp, gồm 4 bộ phận sau: 1 là thanh công cụ, 2 là hiển thị thông số của máy, 3 là hiển thị chương trình chạy máy mà chúng ta đưa file vào, 4 là khu vực điều khiển bằng tay. Còn về phần điều khiển chi tiết của máy thì rất đơn giản. Khi anh chị chúng ta mua máy, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ tận tình và hướng dẫn anh chị chúng ta cụ thể. Bây giờ không phải để anh chị chúng ta chờ đợi lâu, tôi sẽ đi cắt thực hành thực tế một chiếc tủ với một bộ cánh tủ bếp để anh chị chúng ta thấy được cái hiệu quả làm việc của chiếc máy cắt CNC 4 đầu thay dao độc lập này.
Với một chiếc tủ như này thì Vinachi Việt Nam chúng tôi chỉ mất 1 giờ làm việc để căn chỉnh, cắt chuẩn trên file có sẵn, phần thô, nhanh hơn gấp nhiều lần so với cách làm truyền thống. Vừa xong là những chia sẻ của Vinachi Việt Nam chúng tôi. Để anh chị hiểu hơn về chiếc máy cắt CNC 4 đầu SKLD4H này, anh chị có thể tham khảo và đưa ra quyết định khi lựa chọn sản phẩm. Đặc biệt, khi anh chị mua máy của chúng tôi sẽ được hỗ trợ tận tình và hướng dẫn lắp đặt vận hành máy ngay tại xưởng, tư vấn thiết kế file phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh chị. Nếu chị còn thắc mắc hay vấn đề gì cần hỏi đáp về thông số kỹ thuật chi tiết, hãy liên hệ tới số điện thoại ở bên dưới hoặc là comment xuống dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất. Cảm ơn anh chị đã xem hết clip này. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.